Vina Châu xin chào mọi người nhé. Hôm nay Vina Châu sẽ chia sẻ cho mọi người món sườn, ốp sườn nướng làm bún thịt nướng hoặc là cơm sườn Việt Nam của mình nha mọi người. Đây là hôm nay mình chia sẻ bí quyết của nhà mình cho mọi người nhé. Bán rất cơm sườn hoặc là bún thịt nướng rất khá là đắt cho mọi người nè. Nhưng mà bây giờ nhà mình không có bán nữa, đúng không? Nhưng mà đã chia sẻ cho những người ở gần sớm để người ta mở tiệm người ta bán rất là đắt luôn mọi người ạ. Tại vì cái thường thường bún thịt nướng hoặc cơm sườn thì quan trọng ở cái chỗ là miếng sườn ốp phải ngon và chén nước mắm phải ngon, đúng không? Nên là hôm nay là mình sẵn về sớm mình mua một dĩa sườn để mình ốp sẵn để cuối tuần mình làm cơm sườn hoặc bún thịt nướng cho gia đình ăn. Thì sẵn hôm nay là mình chia sẻ bí quyết của nhà mình cho mọi người luôn nhé. Rất là đơn giản nhưng mà siêu ngon nha mọi người. Ok, ở đây là cái dĩa sườn hồi nãy khi nào đi làm về sớm vì là cô bé thì mua một dĩa sườn. Thì ở đây là bên hàng mình mua ở các bản Việt Nam thì có thể mua theo sở thích nha. Còn ở bên hàng thì mình chỉ tìm mua được miếng sườn nó gọc sẵn cái gì. Đây là một dĩa như vậy, một dĩa sườn thôi nhé. Ok, giờ sau đây mời các bạn cùng mình thực hành nha, rất là đơn giản. Còn đây là ba củ hành tím nha mọi người. Ba củ hành tím băm nhuyễn hoặc là xay nhuyễn cũng được nha. Một củ tỏi băm nhuyễn và ba cốc hành băm nhuyễn và ba củ hành tím băm nhuyễn nha. Mình có thể các bạn có thể nếu lười băm thì cứ bỏ vô cái có nhỏ nhỏ xay nó nhuyễn nó ra cũng ok nha. Ok, giờ sau đây là cái phần tỏi hành này đó. Ba thứ này mình đã chuẩn bị xong rồi thì bây giờ mình chuẩn bị ra mình chuẩn bị gia vị. Ok, giờ sau đây là mình chuẩn bị một cái tô nha. Ok, mình bắt đầu nha. Mình cho ba muỗng mật ong nha. Đây mình dùng muỗng mũ nha mọi người. Cho 3 muỗng dầu hào. Hai muỗng nước tương nha mọi người. Sáu muỗng dầu ăn nha. Đây là 2 muỗng bột nêm. Đây dùng muỗng này nha mọi người. Dùng một muỗng cà phê bột năng. Hai muỗng tương ớt. Hai muỗng đường. Hai muỗng sữa bò nha mọi người. Đây là sữa bò, thêm một chút tiêu. Ok, phần gia vị mình đã bỏ đầy đủ rồi. Bây giờ là mình khuấy cho nó đều lên nha mọi người. Các bạn khi mà khuấy đều lên á thì đôi khi thì muỗng mọi người mỗi khác nhau, nhưng mà các bạn nhìn vô cái muỗng của mình nha, đổ khoảng cái muỗng thứ gì là được. Thì các bạn cứ đổ khoảng theo liều lượng mình đong đi. Rồi khi các bạn quậy đều lên thì các bạn nêm thử nha. Nếu các bạn thích ngọt hơn á thì các bạn bỏ thêm chẳng hạn mật ong chẳng hạn, hay là thêm nước tương, là thêm cái gì đó nếu mà các bạn thấy thiếu thì các bạn cứ làm theo khẩu vị của các bạn nhé. Cái này là mình chia sẻ cho các bạn là cách để bỏ gia vị như thế nào thôi. Còn ví dụ như là cái khẩu vị mọi người mỗi khác thì các bạn có thể là thêm hoặc giảm nha. Bây giờ mình quậy đều lên rồi, giờ còn cái phần tỏi băm này là mình phải đem đi sấy cho nó thơm nha mọi người. Giờ đây là mình chuẩn bị cái chảo mini nhỏ nhỏ. Ok, mình mở lửa lên, mình để cho nóng chảo, giờ mình cho một chút dầu vô. Cái chảo mình đã nóng sẵn rồi, mình cho một chút dầu vô là nó nóng liền mọi người ạ. Ok, sau đây tiếp tục là mình cho tỏi nè, cái hành tím nè, lớp hành bằng nhuyễn vào hết, mình sấy cho nó thơm lên nha mọi người. Ok, cái chảo hành sấy của mình nó đã vàng và thơm lừng luôn. Thì bây giờ thì tiếp tục là mình sẽ bỏ vô cái tô gia vị hồi nãy mình làm nha mọi người. Đây, tỏi của hành tím và gốc hành của mình đã sấy thơm lừng lên rồi, mình đổ vô cái tô gia vị của mình nhé. Mình viết cho sạch là uổng đó mọi người.
nên nó tiết kiệm được cái sách mà. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chọn đều lên. Thơm quá. Ok, và cái gia vị của ta đã hoàn chỉnh. Và sau đây chúng ta sẽ chuẩn bị thịt nhé. À, tới cái phần mình dần thịt đó là mình phải cần đeo cái tập dề vô mọi người à. Tại vì không đeo cái tập dề vô thì nó sẽ thịt nó sẽ văng vào người, sẽ rất là hôi, sẽ đi tắm một lần nữa. Ok, đây là 1 kg sườn. Hồi nãy mình đã nói qua với các bạn, thì ở trong thời gian đó mình làm gia vị á, là mình đã bỏ sườn vô nước mình ngâm rồi, để cho nó ra bớt cái máu của thịt đó, ra bớt cái máu đi. Mình đã rửa sạch lại rồi nè nha. Bây giờ hiện tại là thấy nó sạch máu đó. Ngâm nó. Ok, giờ đây mình dần nha mọi người, mình dần cho nó mềm thịt là mình bỏ vô tô gia vị mình ốp là được. Ok, là đây là mình có chuẩn bị một cái cây để dần thịt nè. Cái cây này là mình dần cái muối bự, còn đây là mình dần muối nhỏ nha. Cái cây này mình mua trong Daiso ở Hàn Quốc, chỉ có 1.000 thôi, là vô tiệm 1.000 đó, anh mua nó, có bán đầy đủ nha mọi người. Ok, bắt đầu mình dần thịt nha. Mình dần cái gì cho khi mình nướng cái thịt mình nó mềm á mọi người. Ok, đây là 1 kg thịt của mình, thịt sườn mình đã dần xong nhé. Vậy sau đây mình chuyển qua ốp. Tới đây phần này thì mình cần một cái bao tay. Ở đây mình lấy cái muỗng ra, mình bỏ hết thịt vô nhé, mình ốp mới là được. Qua 8 tiếng thì mọi người cứ bỏ, phải bỏ tới lạnh nha. Rồi mình ốp đi, rồi nếu mà mình không ăn liền, muốn lâu dài thì mình cứ bỏ vào ngăn đá nha mọi người. Bỏ vào ngăn đá. Rồi mình tới khi nào muốn làm con sườn hay là muốn thịt nướng gì đó mình đem ra mình nướng. Khi mình ốp như gì á là khi mình nướng là miếng thịt của mình nó ấm ấm là nó là mềm thơm ngon rồi mọi người. Ngon nhưng quan trọng là chén nước mắm cũng phải ngon nha mọi người. Thì giờ mình chia sẻ trước cho các bạn phần là ốp thịt để làm con sườn và muốn thịt nướng. Thì lần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm chén nước mắm siêu ngon. Con sườn hoặc là muốn thịt nướng thì nhờ chén nước mắm và thịt cho mọi người. Ok, đây là phần sườn của mình đã ốp xong rồi mọi người. Bây giờ mình xếp nó, mình xếp nó theo từng dĩ vào ở trong đây để nữa khi mình nướng mình lấy ra từng miếng như cho nó dễ nha mọi người. Các bạn ơi, thì các bạn thử làm nhé. Nếu các bạn nào mà nhà bán cơm sườn hoặc bún thịt nướng thì thử qua cách ốp của mình nha. Tại vì mình nhà mình đây là bí quyết của nhà mình để chia sẻ. Nhiều người bán bún thịt nướng rất là đắt nha mọi người. Thì vấn đề không phải là thịt ngon không, nhưng mà phải chén nước mắm phải ngon nữa. Thì lần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách làm chén nước mắm để ăn cơm sườn thì muốn thịt nướng siêu ngon nha mọi người. Ok, thì các bạn xem video xong đừng quên bấm subscribe và like ủng hộ mình nhé, để xem cái video mình chia sẻ chén nước mắm và giữa cơm sườn của mình như thế nào nhé. Hãy subscribe và chờ xem kết quả nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.